Tổ công tác 161 Công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an xã Xuân Hiệp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến ấp Tam Hiệp xã Xuân Hiệp, phát hiện 6 đối tượng đi trên hai xe mô tô mang theo 4 cây dao tự chế nên đã khống chế và đưa các đối tượng về cơ quan công an để làm việc. Đồng thời triệu tập Nguyễn Quốc Trung 27 tuổi, ngụ xã Xuân Phú đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý hành vi của Trung và nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.